Mới đây, trên một số hội nhóm du lịch, thông tin về một khách sạn nằm trong hang động được cho là ở Ninh Bình nhận được sự quan tâm lớn. Hình ảnh và thông tin về khách sạn này được quảng cáo trên ứng dụng đặt phòng trực tuyến nổi tiếng. Tối ngày 21 tháng 7, Sở Du lịch Ninh Bình cho biết, qua thông tin phản ánh về hình ảnh một phòng ngủ trong hang núi nằm trên địa bàn huyện Hoa Lư, Ninh Bình đang được chào bán với giá niêm yết 97 triệu đồng đêm, giá sau khi giảm là hơn 60 triệu đồng, đơn vị này đã khẩn trương thành lập đoàn kiểm. Tra lên ngành tiến hành xác minh. Cụ thể, sáng ngày 21 tháng 7, đoàn kiểm tra liên ngành gồm các phòng, ban chuyên môn thuộc Sở Du lịch Ninh Bình, Công an tỉnh Ninh Bình, Ủy ban nhân dân huyện Hoa Lư tiến hành kiểm tra cơ sở có tên Tràng An Passion Homestay NG quý 135, địa chỉ tại thôn Xuân Áng Nội, xã Ninh Xuân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở này không có mặt, toàn bộ khu vực kinh doanh phòng nghỉ, ăn uống của cơ sở đang dừng hoạt động, một người nhà được giao nhiệm vụ trông coi toàn bộ cơ sở này. Theo người trông coi này, khu vực có hình ảnh đăng trên mạng trước đây được chủ cơ sở bố trí, sắp xếp vật dụng để chụp ảnh nhằm mục đích quảng cáo, thu hút khách không phải để kinh doanh lưu trú. Tiến hành kiểm tra thực tế tại khu vực chủ cơ sở chụp ảnh đăng lên mạng, cơ quan chức năng ghi nhận tại đây không còn bố trí giường ngủ, có đệm, các vật dụng như đã đăng ảnh quảng cáo, toàn bộ khu vực hiện chỉ có một vài vật dụng cũ kỹ, nơi này gia chủ cũng đang dùng làm nơi chứa đồ của gia đình. Sau khi kiểm tra, đoàn kiểm tra yêu cầu người nhà thông tin lại với chủ cơ sở, tháo gỡ ngay những hình ảnh quảng cáo không đúng sự thật trên website đặt phòng Agoda và những website khác, nếu có, đồng thời yêu cầu chủ cơ sở có mặt làm việc với đoàn kiểm tra để xử lý dứt điểm vụ việc trên. Trước đó theo thông tin đăng trên Agora, đây là phòng nghỉ dạng bungalow ở huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, phòng có diện tích 25m2, có rừng lớn, phòng tắm riêng. Điều đặc biệt, phòng nghỉ này nằm trong vách đá, phòng tắm, khu vệ sinh gia công kiên cố, có cửa thông hơi là một khe đá tự nhiên.